giữa Đức Thầy với Thật Bà Di Lạc có phải là một người không? Chứ thứ hai, câu hỏi thứ hai là mình, dù mình ăn chay mình có ăn chín được không? Rồi câu thứ ba, ví dụ như khi mà đi về Thái Hoàng Tiên mà mình chiến đình mẹ ở Thái Hoàng Tiên cũng cấm đó, thì ví dụ những người mà họ lên tới đó rồi gặp mẹ mà họ tự nhưng họ khóc đó, thì cũng nghĩa là gì? Hơi nhiều. Thứ nhất, ốm con bệnh ốm thì ta lặn. Anh cứ đánh bài poker, chỉ có con bài ngửa bề trên mới gì cho lặn. Đó là chuyển luân thánh dương xuất thế. Tất cả kinh điển của tất cả các tôn giáo trên thế giới, đó là con của thiên thượng, một người duy nhất suốt trần thời nay đang nói chuyện ngang đó. Còn bốn con bài ốc, ai là vua, ai là Phật Di Lạc, ai là Minh Dương, Minh Dương thì có thể là đón lại đó, ai là Pháp Dương, nó có những danh từ, tất cả đều danh từ thế gian. Cũng giống như bên Đại Thừa họ hiểu lầm, họ nói ông Hoàng Đế Thích là cha ông trời, nhưng có ba ông sáu ông trời, không có kinh điển nào nói kiệt nói có 36 ông trời, 36 tầng trời, cha là ông trời lớn nhất á. Thôi chờ Đức Thầy ông sắp xuất hiện rồi, hỏi ông, ổng không xuất hiện á, bước bài hoài có nhiêu hoa ao o im hoài rồi làm nó xót trộn hết. Còn mình đi dạng truyền tin anh biết không, mà được có một cái á là kiệt là người đi trước để mà dọn đường. Khi trên 20 triệu người mang dấu hiệu thiên tâm thì lúc đó cơ vận đã đến, thì chỉ biết như vậy. Bây giờ trên 20 triệu người rồi. Câu thứ hai anh hỏi lên điện Thái Hành Thiên mà khóc, đâu còn tới Thái Hành Thiên, anh mua bài qua 3 tiếng lên Thiên Long Sơn đi. Thiên Long Sơn thì từng kiếm biết cả trăm cả nghìn người, tất cả chúng ta nhiều đời nhiều kiếp tái sanh lẫn lộn, mang thân người hết người Mỹ, người Âu, người Miên, người Phi Châu, rồi hết đạo này sang đạo khác đủ loại đạo. Tới khi gặp cha mẹ ở thời nay á, rồi cái mình mới khóc ra, giống như đứa con nít mà đi lạc ở Sài Gòn vậy đó. Thì cái đó là chuyện bình thường, rất là nhiều người. Thì nên biết là mình phải làm cái gì ngay lúc đó, phải biết câu để đi về. Mình bị vô minh nó che phủ, nó che phút đi cái trí tuệ của mình. Mình không có nhận đâu là chánh, đâu là tà, không có nhận giặc làm cha. Cũng như ông cha thì mà áo đen đúng không, ông thầy mà áo vàng đúng không, ở trong cái rodeo á mà kể bỏ cái miếng giả gì đỏ đó, mình không có dám nói mình giống như cái đó, phải thấy cái màu á mình cứ chạy theo. Còn Phật Thích Ca thời xưa đã nói thời mạt pháp, hồi đó Sa Tăng nó đã thách thức với Phật rồi, đến thời mạt pháp ta cho con của ta, cháu của ta đọc kinh Lăng Nghiêm phá đạo nhà ngươi nát luôn. Bây giờ mình không nhìn thấy à, Phật tử thờ Phật tử thời nay á tu cà gù cà gật không à, không có bi, bi thì đầy luôn, không có chí, không có dũng. Tiền của Obama, tiền của Biden tròn nhiều á, là vô là có cái danh sách dân bức cửa rộng bao nhiêu, hạ nguyệt bao nhiêu, để cái hình bao nhiêu, con số tiền không à. Đại sư Phật Thích Ca nguyên một cái quốc gia, nguyên một cái tài sản khổng lồ, làm vua còn không mút cho ra nữa. Rồi ông Uber Lee, ổng là thợ cốc mà lúc đó 6-7 ông hoàng gia tặng ổng một ấm vàng hộp sòn, ổng cũng bỏ lại trên cành cây của mình chạy theo ông đi tu. Thời nay tại sao đã là đệ tử của Phật mà lại đi ngược hết? Hồi xưa Phật có bao giờ đi tối ngày các con làm từ thiện, các con làm từ thiện không? Phật đi cầm cái bát Phật đi xin để mà tạo phước để cho mọi người, chứ Phật đâu có chết đói, đâu cần tài sản. Cái này là vô thường, là 100 năm đâu có gì đâu, ai đem theo đồng nào đi về bên kia thế giới.
Thời nay ông còn là cứ đi bán ra không à, tiễn ông là cho ra không vậy? Hết vụ này kêu ca sĩ kia đứng lên, đích danh mình đứng lên, ca sĩ nọ có hình chút lũ lụt không, mình chụp lên một trống. Thế nghĩ nào thời thời nào là thời chánh pháp, đánh kiếm lên bị Chí Dũng đốt rút đi đem nhiều lắm. Ở làng A Di Đà có thèm like đâu rồi ta. Ổng gạt mình ở bên bển, tầm nguyên này tầm nguyên, không có tầm nguyên kỹ gì cả. Không nổi, muốn nói gì nói. Chứ khi mình theo một vị nào, mình phải coi cái gốc ông tu ở đâu, thầy ông ở đâu để mình kiếm. Để lỡ có người mình mét. Ví dụ mình có cha mẹ mình nhà đó, con của ngang bên C, bọn làm sai cũng có chỗ, có tổ, có ông mét. Bọn này tự biên, tự diễn, tự xưng, muốn kích gì thì xưng kích đó. Tự tỏ đúng rồi, tự người lên đủ kiểu. Kiếm nhìn trong mắt gì đó, một cái pháp hội chỉ có chùa, kiếm tiếp xúc tất cả các hòa thượng trên thế giới, người Việt, lẫn tất cả thầy Tây Tạng. Ở đây kiếm quen nhiều thầy Tây Tạng, cũng ga la ở đây không thầy chọn hết. Kiếm đi qua Ấn Độ, chùa Rê Phung, đi gặp Ngài Đạt Lai Đạt Ma, ổng mời kiếm qua mà. Tại mấy gì có thần thông biết kiếm. Mấy ông thầy nhỏ không biết, thầy cứ cười hề thôi. Lúc thầy cứ nói gì á, người khôn á thì gầu, còn người ngu thì ngẩng đầu cười chơi là gì á. Khi vô điện Thái Huyền Thiên, những người gọi là của trời vừa xuống, họ còn có một chút xíu cái tánh linh, họ có cảm xúc. Còn câu thứ ba hỏi là gì? Hỏi là mấy quan trai á, nhưng mà mình có ăn kiếm được không? Thì cũng là đang tam định nhật thì cũng ăn kính Mỹ 12 giới luật của Thiên Tâm thì mình giữ đúng. Lý do chuyện đi tiếp xúc từ Super Đại Gia thì chỉ không ăn con gì nhất thiết để mà kiệt độ như mình Đại Gia ăn chay trường. Ngày xưa Kiệt đã ăn chay trường gần biết bao nhiêu năm rồi thì Đức Thầy thì khuyên ăn chay nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn độ những bạn bè mình, những người già, mình phải làm sao? Thằng Mỹ sau này nó cũng theo đạo Thiên Tâm đó. Mà nếu trong 12 giới luật mà ở trên kêu ăn chay hết, quý vị nghĩ vợ búa hay kinh tế Mỹ hay mấy người Mỹ nó chịu theo đạo mình không? Khó lắm đúng không? Nó có thể đọc kinh này, nó có thể ngồi thiền. Cho nên Kiệt sẽ làm có lịch sử, có xấu, có tốt trong đó. Nhưng riêng mình người Việt, Đức Thầy là người đích thân kêu Kiệt lên nói với anh á, nó đang chay trường. Người nào mà vì hoàn cảnh bắt buộc, cỡ nào cũng được, ăn đồ đông lạnh thôi, để mình không có tạo cái gì. Nhưng mà cái công đức của mình nó giống như điểm A, điểm B thôi, cũng được như vậy. Thì mình bắt chước Thầy Tây Tạng, ông nào nó cũng có thần thông quá, mà ông đâu có ăn chay đâu. Anh nghĩ nó thể tạng ăn chay à? Ông nghĩ bên Thái Lan á, Miến Điện á, mình ở đây mình đừng có chấp cái đó quá. Nhưng mà mình có thầy mình dạy thì chỉ lập ra thầy dạy là kêu ăn chay. Cái quỳnh bút sổ kêu mình ăn chay, cha mẹ kêu mình ăn chay, thì chỉ nói vậy thôi. Rồi anh ra đường á, gặp Phật tử hay gặp mấy thầy, con ăn chay nha con làm từ thiện nó phóng sanh nha con. Nhưng cái lòng ổng có chay không á, hay là ổng chỉ nói lời qua Mỹ để ổng chứ nó nổng rồi là thầy giỏi vậy. Kiệt là nói thật, Kiệt đang là tam tịnh nhục, Kiệt ăn chay một tháng á 6,000 thôi. Xưa ra trường à, nhưng mà Kiệt cũng ngồi thiền cũng bình thường, còn mấy ông thầy ngồi thiền ông thấy nó thôi vậy. Kiệt ngồi thiền thấy sáng kinh à. Cho nên cái ăn uống á nó cũng quan trọng, nhưng mà cái tâm mình tham sân si mình bỏ được đó là quan trọng hơn. Ý Kiệt nói chỗ đó, đó. Đừng để chấp quá cái đó. Nhưng mà lời thầy dạy Kiệt vào cái đây 2 năm trước
anh trai đó, thì trả lời anh ngồi đó. Còn trứng thì được, trứng của Mỹ nghe được hết cấm, dịch lộn thì bây giờ đụng tới nha. Con nghiêu á, nó còn sống á, vô tiệm á, đừng kêu nghiêu sò cầu xì nhé. Đừng có lựa cái tiệm nào mà có mấy con cá loại hay mấy con tôm loại đừng vô. Tại vô đó đó, bạn anh mà nó kêu đó ra anh không ăn thì nó buồn, anh ăn anh cũng bị nghiệp á. Ví dụ như đi với bạn bè thì lựa cái tiệm nào mà nó không có cái then á, mình vô, chắc ăn rồi. Tại vì mình cũng phải thích ứng với mặt đời phải không? Chứ không phải mình cứ ngắt. Và mình cũng không lấy cái đó mà làm hãnh diện để mà phê phán. Ok, trả lời cái đó. Sư cho hỏi là cái thầy mà tái, thầy mà tái so với con thầy tái so với con nó có tu được thành người Phật. Anh là con gái nó xó thấy đó. Chúng ta cũng là từng là đại nó xó, chúng ta chuyển thế, chúng ta từ những cục đá, những cây cỏ, chúng ta original, cha là tự lễ cho mình cái trí khôn, mẹ cho mình cái chân thành, rồi bỏ vô cái thân xác người này, cha mẹ trần á, thì lúc đó mình bay lãng đảng, mình thấy hợp nhà nào mình nhào vô cái bụng nhà đó. Lúc mà hai cha mẹ mình ăn nắng, một thí dụ sanh ra anh là nam thì thật sự lúc đó anh là người ăn ái cha mẹ sanh ra, chứ không phải là cha. Nghe cái thằng khác đó, mình là một cái chân, một cái khối, khối đặc, khối đặc giống như mình nhìn thấy may vậy, lao vậy, original. Nếu mình không có tập dợt gì hết, các vị Phật, các vị Bồ Tát từ lúc đó các chi vị đã tu cả hàng tỷ năm thì các vị mới thanh lọc những cái chất khói đó, cái thần hồn mình như chất khói nha, thì mới làm ra một cái khói ra nhiều màu, biến hóa cả 8-9 chiều, thân hình này thân hình nọ. Phật mẫu thì vô hình vô tướng, mẹ đâu có hình tướng. Phật cũng muốn biết là ai Phật biết, quỷ nó cũng muốn biết ai nó biết. Thì chúng ta là từ những cái chất khói đặc đó, chúng ta muốn biết được cái cảm lạnh như thế nào, thì lúc đó mình đầu thai cục đá, giống như là thiên vậy, nằm giữa trên núi bao nhiêu nghìn năm để hấp thụ khí dương, về đến chúng ta đầu thai là cây cỏ, cái cây để chúng ta biết hút nước, rồi biết nở hoa, rồi sau đó chúng ta mới tập đi, thì chúng ta sẽ đầu thai vào những con kiến, biết có cái tổ chức, rồi lên tới con ong, rồi lên con bự hơn, rồi con bốn chân, con bò, để mà mình hiến thân cho nhân loại, và đồng thời những người bị nghiệp trả nghiệp đầu thai là bò heo nữa đó. Tức là mình đi qua hết, thì thời đại nó so là chúng ta, cái hồn của nó cũng là chúng ta. Hôm nay chúng ta trở lại, tại sao việc dám nói như vậy? Tại vì khi tạo thiên lập địa của cái quả địa cầu này, mình cần những con đó để mà nó đi hết. Giống như mình là trước khi mình đổ một cái nền xi măng, mình phải làm sạch cái nền, mình dặm đá xuống, rồi mình bỏ móng, rồi từ từ mình đổ đá nhỏ, đá lớn, rồi mình làm frame, rồi mình có đổ xi măng loại mà xi loại mình đẩy lên tới loại xi măng láng đúng không? Và lúc đó mình bỏ đá nhỏ nhỏ lên cho đẹp. Thì đại khái cái layout làm gì? Cái quả địa cầu này thời khai sơ lập địa, nó không phải là đại nó so, nó là loài rồng. Loài rồng cai quản cái quả địa cầu này. Và đến lúc mà khi mà mình coi là giống như dinosaur mà bị cháy hết, nó không phải là do một cái asteroid mà đụng như trái đất mình, mà do một con rồng khổng lồ ở ngoài không gian á, cái trái đất mình lúc đó như cái trái cam vậy thôi,
con rồng khổng lồ khà lửa để đốt, để mình lập lẫn đời mới. Khi mà những cái đó nó cháy đi hết rồi, rồi nó đầu đông lạnh bao nhiêu triệu năm tỷ năm, rồi từ từ cây cỏ đó, trong đó có bao nhiêu con vi khuẩn, rồi bao nhiêu con này con nọ mọc lên. Chúng ta không phải sống trái đất này thiết living sai, mà đã dạy ra hàng triệu nhà bác sĩ tiến sĩ phải nghe lời ổng. Cũng giống như thời nay mấy Phật tử mà vô chùa ông thầy nói cũng phải nghe vậy. Thì ngày xưa những nhà bác học học thuyết công đê bên đó thì cũng y như vậy, tức là theo sách rồi nói, rồi theo cái ý tưởng sai lầm của những vị đi trước. Chúng ta từ cõi trời xuống Quan Âm Thiên giống như kiệt tất cả luôn. Khi ở trên trời á, chúng ta không có chịu tu. Ở trên đó mỗi một vị Phật á, mà đi giảng pháp, vị Bồ Tát giảng pháp, họ không có như mình. Phật phóng hào quang xuống, tiên chúng ở thành tinh đó là có thành thông hết, bay tới thì ngồi xuống. Phật nói không cần microphone thì tiên chúng ngồi nghe, chỉ có vậy thôi mà mình cũng làm biến nghe Phật giảng pháp. Thì khi mình ở trên mỗi tầng trời nó có cái số tầng năm, tầng thấp nhất đó, là cả nghìn năm, mà bên Công giáo gọi là về cõi trời. Nhưng mà bên Công giáo không có trong kinh có nói là ở trển vĩnh cửu không, không có guarantee nha. Chỉ có kim thân á, cõi A La Hán hay cõi thuốc trên Đại La Thiên của kiệt của cha mới là vĩnh cửu, rồi mới nguyện lực xuống đây. Thì khi chúng ta chảm, chúng ta làm biếu, tối ngày cứ hái hoa, có bướm, gái thì giỡn với tiên ông, trai thì giỡn với tiên nữ, cứ thế mà vui. Rồi cái người có đại phước thì cũng xây ở nhà bự, cũng như người giàu ở khu Sugarland, người nghèo ở phòng hành gì đó, là do cái phước mình tạo ra. Mỗi căn nhà ở chảm là do ý tưởng mình tạo ra. Cái căn nhà nó không có tường xịt rốt như kiểu này, hiện giờ mình đi là mình đụng đầu, tại vì mình mang thân đất nước cho lửa là nó có cái chất cản, có lực cản. Bên kia mình cũng nhìn thấy bức tường, nhưng mà mình đi xuyên qua luôn được. Bên kia đó gió không có phải như gió mà hôm gãy cây lùm lum, mà không cũng phải 20 độ, nhưng ngoài trời hiện giờ thời tiết và mặt trời theo ý tưởng của ở trên đó, họ muốn ấm độ nào, mát độ nào. Mình sống rất là sướng. Cũng giống như người hành tinh, họ có một cái hành tinh mà Kiệt từng ở bên đó, vừa đầu thai những mấy nghìn năm về trước. Kiệt biết rất là nhiều tiền kiếp của Kiệt, tại mấy gì kể Kiệt mới biết, mới lên đây nói. Thì họ có 22 tỷ dân, họ sống tới 500-700 tuổi, và không có bệnh cảm, không có covid, họ ăn có chút xíu thôi họ no mấy tuần. Không như kiểu như mình sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, rồi đi vệ sinh cũng mấy chục lần, mất thời gian lắm. Rồi xong rồi phải ngủ. Cái thời gian là làm việc của mình á, không có bằng, nếu mình tính ra một đời người 100 năm, tính ra không tới 50% nữa. Còn người thành tinh á, họ làm việc chúng ta xúc tiến, họ cũng không cần đeo kính cận nữa, họ không cần giặt đồ, cả cái da của họ dày rồi. Thấy họ có phước hơn mình không? Đại phước hơn người trái đất mình. Mình là đang ở thời ngũ trược ác thế, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mình đang ở thời này. Trở về câu chuyện của anh, thì ở những cái hành tinh đó, người thành tinh họ cũng sướng như trên cõi trời. Trở về cái thuyết Lê Vinh, họ sướng hơn người mình, họ cũng không chịu cầu. Cho nên bà trên mới nói, hey, tại tụi nó cũng là anh em mình nha. Thằng Alon cũng tự bển qua. Những cái người thông minh ở trong quốc hội, nhiều lúc mấy anh coi cũng có thể bển qua. Họ cũng là thần hồn, họ cũng tu Phật, họ cũng thờ Thượng Đế. Cái kia hỏi kỹ lắm. Thì hỏi mấy vị trên trời chứ mấy người thành tinh nó đạo gì? Nó cũng thờ Thượng Đế, nó cũng thờ thần, nó cũng học Phật.
Cho nên mình mới biết là vô lượng chư Phật. Có những chư Phật ở thế gian mình, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, Phật A Di Đà, Phật Diệu Sư rồi mình biết ha, Ngài Địa Tạng mình biết. Ở bên kia họ có Phật Phật mắt sáng, Phật mắt xanh, đủ lắm, không có tên mình đâu có biết được. Thì cho nên khi mà cái bài thánh, cái gì nói con muốn thánh mấy chư Phật cái về chơi đó, con phải thánh là vô lượng nhiều Phật lắm, tỷ tỷ Phật. Chúng ta cũng là Phật mà Phật chưa có thành. Phật Thích Ca là vì Phật đã thành rồi. Người thành tinh á, họ không có chịu tu, họ nghĩ họ sống dai, thuốc men của họ đầy đủ, họ nghĩ họ không vật chất họ đầy đủ, họ nghĩ họ muốn cái gì có cái đó. Còn mình bây giờ đó, lúc trẻ thì đi đứng được, giờ lớn leo núi cái chân bây giờ có hang ốc đây, giờ đi cũng hơi khó khăn. Người tụi nó hả, nó nhảy như là nó muốn nhảy, nó nhảy như là chó, như là cọp vậy, nhảy qua hàng rào đứng lên hình tinh đó. Cái gì họ cũng hơn mình các dạng lần. Cuối cùng họ đâu cái gì nói mấy thành tinh nó không có thành Phật nhiều bằng thành tinh này. Cho nên tất cả các chư Phật, các chư Bồ Tát, chúng ta phải mang ơn cha, mang ơn mẹ cho chúng ta đầu thai làm thân người, và đồng thời phải cảm ơn tổ tiên chúng ta là đã cho chúng ta thành người Việt Nam nữa, có Phật đầu thai vô nước Việt kỳ này để mà tu, để mà thành Phật. Mình có phước hơn tụi nó, nhưng mà nó nghĩ nó có phước hơn mình. Tại sao hôm nay nó qua trái đất mình? Người thành tinh nó không, cách đây 4-5 năm gì trước chưa có ai dám thừa nhận là có người thành tinh. Chỉ có mình Kiệt người đầu tiên lên nói, Kiệt không có dám nói đây là Kiệt tiếp xúc với họ. Nhưng mà họ tiếp xúc với Đức Thầy đó, họ tiếp xúc tất cả các thần của chúng ta, họ nghe lời mấy ông thần của mình đó. Còn Kiệt tiếp xúc với mấy ông thần của mình là thường, Kiệt nói chuyện với Đức Thầy là thường, thì mấy vị kể thì nghe thì mới nói lại được. Bây giờ quý vị có bao giờ tin Đức Thầy đi bằng UFO bay xuống khu 51 rồi đi bay vào Pentagon hoặc phía Nam Mỹ không? Quý vị có bao giờ tưởng tượng được một cái xã hội văn minh như Mỹ mà dở tâm tin còn xưa mình đó, ở trong cái bộ đầu não của thế giới đó, nó biết có người hành tinh. Quý vị có bao giờ tưởng tượng nước Mỹ này cũng đang đi theo cơ vận của sáu quyển sóng cơ của Đức Thầy? Đức Thầy đang cai quản trái đất mình đó, đang biểu thằng nào đã làm chuyện gì đó, Ngài cũng giống như là đạo diễn đó, không phải chỉ riêng của cái miền Tây hay riêng của nước Việt không đâu. Có nữa đó, nên Ngài đi không cần giải máy bay. Thì ở những cái hành tinh đó hồi xưa cũng vậy. Tại sao có ông Lê Vinh nó lòi đầu ra, ông nội này bảo đảm là con của thiên ma. Có người khỉ, cái DNA của khỉ vẫn mãi mãi là khỉ, nó cứ nhẹ như này thì làm sao mà nó đi bằng hai chân của mình được. Bây giờ kêu khỉ mà ngồi đọc kinh, nó lấy cuốn kinh nó xé nát liền á, ngang hồi là nó cho chú thì nó phái, làm sao nó biết tu. Khỉ là những người ác đầu thai là nó chở là thân người của mình, biết đọc, biết nhìn, biết thấy, rồi biết lo cho gia đình, có sự ái ố hỉ nộ, rồi biết có tình thương, thương đồng bào, thương nhân loại, thương tổ quốc, thương tổ tông, thương Phật, thương trời. Thì lúc đó mình mới tu thành Phật. Cho nên mình phải trân trọng cái sắc phàm, nhất là sắc phàm Việt Nam. Mình không cần biết ở lứa tuổi nào, hôm nay mà hiểu được thì đừng có bỏ phí một cái giây nào hết. Vì chi tiết là 7 triệu người chết Covid năm 2019 thì cứu không có kịp nổi, nhưng mà trong đó thì đã cứu rất là nhiều người. Những người hiểu những cái clip đầu tiên đó thì kịp thắng dùm cho họ. Tại ngày đó Giáo Thiên Tâm đã ra đời rồi. Khi Giáo Thiên Tâm ra đời, muôn trùng chư thần, thiện thần, muôn trùng vị Bồ Tát, chư vị, chư thiên, Phật đã âm thầm cứu và làm cái Giáo Thiên Tâm màu nhiệm khắp mọi nơi trên thế giới.
một mình việc làm có đủ thì chứ là bổn phận lên đây ngồi nói chuyện, còn mà làm chuyện mầu nhiệm thì có những gì khác. Tại vì lệnh của cha mà đưa xuống ba tầng trời thì tất cả các đạo, tất cả các vị thánh của tất cả các loại đạo đều phải tuân theo hết á. Cho nên quý vị nào ở xa hay là hôm nay ở gần hay có mặt tại phòng này, cứ về thử đi, nó màu nhiệm cỡ nào. Thì lâu lâu có một người nhắn tin cho Kiệt, mong lấy Kiệt lên đây Kiệt nói hoài, thì cũng giống như mình đi quảng cáo đạo, Kiệt không phải dạng vậy. Đạo Phật là phải giao duyên tự nhiên. Kiệt muốn làm một cái show tổ chức room event cả mấy trăm nghìn người đâu khó. Hay là Kiệt đi quảng cáo có dấu thiên tâm mẹ nói mẹ có ban bệ, rồi một cái tổ chức không có. Những đứa này ngồi ở đây là tự tâm nó hiểu, làm thôi, kiểu chưa từng kêu ai làm gì. Nhóm cáo con mà sư phụ đâu có biết là mấy con giỏi mà có cái áo này. Thật sự Kiệt cũng không có kêu nữa, tự nó làm hết, đúng không? Đó, tự phát tâm phát khởi không à, mà đâu có kêu làm gì đâu. Thì cuốn kinh này cũng vậy, tự nó làm, nó kết lại, nó làm lại, nó sửa chính tả. Tại những năm đầu khi làm kinh có một mình Kiệt làm thôi, làm bằng điển, làm xong về để lên bàn thờ mẹ với các chư Phật đọc lại. Mà Phật hay lắm nha, Phật cũng giống như máy scan mà mình ra cổng thị trường vậy đó. Vừa để lên, mẹ ơi vậy được chưa, là mẹ trả lời liền trang 147 tới trăm đó, không bỏ là bớt đi. Ở trên rất là tỉ mỉ và biết chính xác mình suy nghĩ cái gì. Nên khi cuốn kinh ra đời này không phải là việc làm, nhiều người bắt bẻ đâu ai dám sửa kinh. Bộ Phật không dám sửa kinh à, kinh hư Phật không sửa được à. Thầy Nhật Từ ổng là Phật đó, giờ cuốn kinh nào của Phật ổng để tên ổng hết á. Ví dụ gì coi đi, ông chùa ở bên Bắc Cali có ông thầy Pháp Chơn với ông thầy Tịnh Từ đó, câu kiểu nào không biết mà hút thuốc cái môi đen thùi á, mà cuốn kinh nào cũng tên với ổng. Còn cái này của Phật làm ra cho mình đọc 1000% thì không có nói láo nữa. Lên đây là lời thật việc thật. Đây chuyện nói chuyện với các chị bề trên cũng giống chị ngồi để nói chuyện với chị vậy đó. Kinh này mẹ đã lược ra bỏ tới những cái câu hay, câu dở. Trong này có nói rõ mà, con lập cái khúc gia cai quản đó, gia tạo ra Bồ Tát thần tiên gì đó. Ở mấy vị bỏ vô để cho nhân loại mình hiểu là cha là lớn nhất. Cái thuyết Đê Vinh đã làm hư hầu hết những nhà thông thái của trái đất mình. Làm gì khỉ dự người từ từ đứng lên được không có. Mình là từ cõi trời, mình là thuộc dạng tiên, chúng là biến. Cho nên mình ngồi đây, cái gì không nhận không? Ở trên mình mà xin mình đâu có ngồi đây. Trừ khi những người nào mà nhảy dù xuống chung với Kiệt thì cái đó là khác. Biến xuống đây là khổ á, nhưng mà cũng phải nhảy xuống. Vì ngày xưa ở trên trời Kiệt khóc sinh gia, xin chư Phật cứu trần. Hôm nay cũng phải khóc với chúng sanh, mong chúng sanh làm sao mà hiểu được lòng Kiệt. Kiệt không có ăn ai xu nào, cũng không có làm phiền ai. Uống miếng nước nha quý vị. Cái hỏi tiếp này ba câu phải không trả lời nữa không? Thấy không? Chị cái mic cứu. Đây. Hỏi mái, chính chị, chính em. Rồi,
cho em ăn hỏi cái này cái sau cái nghiên cứu sau chín một một anh này nghiên cứu nhiều và có đi có một người nói là người Á Châu của chúng ta là xuống mặt đất không chúng ta để trước khi những cái người dân tộc khác thì mới có đúng không? Người Á Châu mình trong 513 câu tiếp số 1 của chị có trả lời câu đó của anh. Chị là người đầu tiên xuống trái đất này. Ngày xưa cha sai xuống. Chị cũng là người đầu tiên thành lập cái nước Việt. Anh tin hay không là chuyện của chúng ta ngồi đây. Cho nên câu của anh nói là đúng. Khi thời xưa đó, khi cha muốn nhân loại bắt đầu hết, giống như cái ruộng mình đã cài lên rồi, bắt đầu mình thấy đúng lúc mình phải trồng lúa lên đó, thì cha cho những đứa con thiên xuống tạo thiên mừng là tại miền thế gian này. Cái người thường làm sao không có điển thiên, không có thần thông thời đó làm sao mà tạo thiên lập địa được? Thì trong 513 câu anh phải coi lại là người Á Châu, người Việt Nam. Ngày xưa tôi dạy nhân loại, cái hộp lúa thời xưa nó bự bằng cái dừa khô á. Thời Tam Hoàng Ngũ Đế thần năm á, tái sanh nhiều lần. Chứ con người của mình từ cổ quyền qua cổ quyền tiên chúng xuống đây cũng không có đủ cái năng lực, cũng không có đủ cái trí tuệ để mà thành lập cho một cái xã hội cho cái trái đất này nữa. Đó là sự thật. Từ người Á Châu thì giờ thấy cái mắt tôi giống Á Châu không? Dạ. Để em nhắn ra luôn. Ok, okay, cho em hỏi cái này thì cái hành tinh khác đó, họ Robin coi như là họ còn ý dân sao? Và sau đó mình có thể học hỏi và làm ở dưới đây. Ở cái trái đất này có một ông thợ mai, ông đặt cái nhà mai và cái áo mà mai đi 6 tháng mới xong. Ông nói là ông mà dở mà cái áo là 6 tháng mới xong. Trái đất này thượng đế chỉ thành lập có 6 ngày là xong. Cái ông thợ mai ông nói hèn gì cái trái đất này nó náo loạn gì nè, không ai tin tưởng ai, không ai đoạt ai, ai mạnh ăn hết, yếu giàu ăn hết, nghèo nước lớn hiếp nước nhỏ, anh em trong nhà đó cũng hận thù lẫn nhau, nên không có đoàn kết, không có trật tự, xã hội không có trật tự, người nào cũng là chế bom nguyên tử để mà đi phóng lãnh quả địa cầu này hết, đúng không? Tại vì ông nói trái đất này thượng đế thành lập có 6 ngày, còn ông mai cái áo 6 tháng là lẹ lắm rồi. Thì trả lời câu của anh đó là ở ngoài bên cái hành tinh mà 22 tỷ người á, người sáng mắt mình nữa thì người sáng, họ rất là tôn trọng trật tự, họ có một vị thủ lãnh duy nhất. Vì có người khi mà ở vào thời đại trái đất này cũng vậy, trả lời cái câu chuyện thời nhân loại mà còn sự bất công thì không có tái sanh nữa, kiệt sẽ tiếp tục tái sanh, còn hết bất công kiệt sẽ về trời, thì kiếp này kiệt về thì anh biết mình cũng sẽ giống cái thành tinh đó. Khi cuốn sách, khi kinh điển, khi những vị Phật hiện hữu lập hội Long Ba xong, con người của mình khôn hơn, không còn tin cộng sản nữa, không còn bị ma mị nữa, không còn tin mấy ông thầy quốc danh nữa, không còn những cái thằng như Hoàng Duy Hùng ở đây nữa, thì anh nghĩ nó có còn bất công không? Còn cái chuyện mình đánh tham sân si ích kỷ lạc dạc đó là cá nhân,
Cho nên khi cái quả địa cầu này còn bất công thì không thành Phật là vậy. Người thành tinh họ có một leader của 22 tỷ, họ không có chia nhiều nước trên trái đất mình, họ thống nhất một. Mà cái người đó đó, bất cứ chúng ta ngồi đây, hôm nay chúng ta là đồ đễ, giết biết bao nhiêu con heo, con lợn, sát sanh, ngày mai chúng ta buông dao xuống thành Phật. Anh nghĩ một vị mà có khi có thần thông, có điển thiên, có dám làm chuyện bậy không? Dám không? Không bao giờ. Hôm nay chúng ta bị ma quỷ bịt mắt, bịt mũi, mất hết thần thông, quên đi cha mẹ, quên đi Thượng Đế, thì hôm nay chúng ta mới náo loạn như thế này. Thì lúc đó cha mới muốn vũ sổ cái trái đất này là vậy. Chuyện là người xin Đức Thầy, xin chư Phật để mà xuống dạy trần. Anh nghĩ một người bình thường 3 năm nay dám ra cái đạo này không? Thì coi Thanh Hải dám không? Thầy Roma, những cái gì mà tung hoành những thời xưa trước khi kỳ ra đời, bây giờ đâu? Kỳ và thứ thiệt á, kỳ chỉ sợ những người phản thượng, những cái gì đang đứng đây á, họ làm thì không biết, mà khi kỳ biết thì kỳ xin rồi, mà xin được 3 lần thôi. Ở những hành tinh đó, như người mà có trí tuệ cao, nhất một vị thầy ngồi thiền nhập định cao thì làm chủ trì một cái chùa, thì họ cai quản rất là trật tự. Năm 2008, chuyện đi tu học bên Ấn Độ, ở chùa Rê Phung ở miền Nam Ấn Độ. Chùa đó rất là nhiều vị có thần thông, có khoảng 36 cái xác mấy vị ngồi thiền nhập định giờ định đó, dùng lửa tam muội thiêu cái xác luôn. Thì xác của mấy vị ngồi đó mà không bao giờ hôi thối. Có 10.000, một cái chùa 10.000 người. Chùa mình đây á là nhất sư nhất tự, còn bên kia là 10.000 người một cái chùa. Ở đây ông nào á mà hai người á là mấy ông nói nhau, Nam Cali á với Bắc Cali cũng có rừng, không có hai cọp đâu con, một mình thầy đủ rồi. Thầy cầm dù khóa mở 4 cái thùng bút xương, hai thằng sáng ra dành này sao? Kiểu Việt Nam mình tu vậy á. Còn bên Ấn Độ mình âm 10.000 người. Thì Kiệt ngồi tu chung với họ. Thì một ông thầy ông nói, ông gõ kẽn là ông không cần nói câu nào, tại vì không có microphone. Bang 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 là ngồi thiền. Rồi im liền. Chỉ có nghe gió thôi, như tiếng chim thôi, không có nghe một tiếng thở nữa đó. Mà 10.000 người trước mặt anh đó, thấy ghê không? Khi mà con người mình có cái kiến thức cao á, mình rất là gọi là biết đúng biết sai, mình không có đòi trói. Hôm nay người Việt Nam mình trình độ thượng vàng hạ cám, cho nên ai á, những vị thầy dởm ma tăng á, mới vào những Phật tử tu gà gù để làm cho cái nước Việt thêm bối rối thêm nữa. Đến khi Kiệt ra đời, Kiệt bị những cái thành phần mà thiếu hiểu biết xuyên tạc rất là nhiều chắc nữa. 10.000 người ở chùa Trê Phung, đến khi mà đánh kẽn bom 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 là bắt đầu dọn cơm ra, ngồi cũng trên sàn gạch tới chùa cũng bự lắm, ăn ăn xong đúng 20 phút, băng 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 là cái y của mấy ổng đắp, mấy ổng lau sạch luôn, không có cần người dọn dẹp. Băng 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 đứng lên á, nhìn cái sàn ốc không có một hộp cơm chứ rớt xuống sàn, người ta rất là trật tự. Để huống hồ với người thành tinh 22 tỷ người, nó đâu có nhiều tổng thống đâu, mà nó đâu có đánh nhau nữa. Nước mình á, nội mà Ukraine với Nga là như anh em rồi. Bây giờ á, Việt Nam có thể thành Ukraine, Tàu có thể thành Nga đó. Anh tưởng Việt Nam bây giờ đi theo Tàu hả? Không có đâu. Ở trong đó cũng có những thiện thần của cha gửi xuống trong bộ chính trị, trong quân đội, trong công an,
quỷ ma nó cũng gửi một đống con nó xuống, cho nên nó cấu xé cái nước Việt càng nhăn. Đúng ra cơ vận đi đúng khớp, năm Đinh Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đa quy cổ diệt kim. Bây giờ mình không có tính dậu, không có tính cọp, không có tính mèo kêu bá tánh lao nghèo lao sao á, khắp trong trần hạ máu đào chỉnh ghê. Rồi mèo kêu bá tánh lao sao, khắp trong trần hạ máu đào chỉnh ghê. Thủy kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào. Mấy nhân tại mình đang nói thành tinh, mình nói gì sắm cơ lưới tay, nó chưa có chỉnh lại. Thầy quên cái chuyện cuộc lòng cái này. Thầy, mình trở lại, năm tới năm con mèo là cái này đúng luôn á. Để lắm cho không có nói ngày nói giờ nha. Thì mình tính năm con mèo đi, giờ hết cọp rồi. Thì là lao sao thiệt á. Mình gọi là Việt Nam You Can Chinese Russian y chang, nhưng mà khác một cái là Việt Nam này không có được ưu đãi như Dương Hàn, các trọng đâu có chịu chơi bằng như Zelensky đâu. Mỹ nó đưa máy bay vào rút gia đình Zelensky, nó không đâu cần máy bay, đâu cần đạn. Còn mấy bác đó mà cho lại, tôi bỏ đạn, tôi lấy quốc tịch Mỹ, lấy thẻ xanh Mỹ bỏ liền. Cho nên khác nhau chỗ đó thôi, cho nên không có được tỷ tỷ đô la viện trợ ở chỗ đó. Cái trái đất này tương lai nó sẽ như những thành tinh mà văn minh kia vậy đó. Khi con người càng văn minh càng khôn, thì y như sấm cơ Đức Thầy nói, sau này nhà có cửa mà anh có để vàng một sọn trước mặt của hai thằng lấy nữa. Hôm nay anh giấu trong tủ sắt, nó vô nó cạy tủ, thì mình mới gọi là thời hạ hạ nguyên. Mình sắp sửa ra bước qua thượng thượng nguyên, mình sẽ sống một cái thời đại 3.000 năm rất là vui sướng. Chứ mình khổ quá, tối ngày mình có lo tiệm neo mình có nhiêu khách vô, và cái mình phân bị tiệm kế bên sao người ta vô nhiều, cứ nhiêu thôi là cái tâm mình xáo trộn, nó không có tịnh để mà đọc kinh hay ngồi thiền nữa. Mà ngồi thiền cái nhớ ồ tôi đang có hẹn với bà Mỹ kia thôi, chưa kịp ngồi 5 phút nữa đứng dậy làm sao thành Phật được. Mình cứ tính theo chuyện tấm cám không à, còn chuyện đại sự mà để mà về trời á, suốt thế gian á, là mình cho là chuyện nhỏ, không đúng. Sau này ai cũng giàu có hết, nếu mà đúng như tiên cơ nói, chuyện nói không biết chúng hay chặt nha. Có gì thường có gì hại, tất cả mọi thứ mẹ là cai quản trái đất, mẹ đứng trên trái đất mà, Phật mẫu là lo về trái đất, mẹ cũng đã lo cho chúng ta về mặt vật chất. Không biết có bao nhiêu mọi dạng trong nước Việt mà phải đúng người mở. Chứ bây giờ nhân trí thì lại thấp, không có đạo đức. Bây giờ nói chuyện bằng cái gì? Mình phải điều chỉnh lại từ hết hạ tầng cơ sở, từ trường học. Không có học Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Văn Chổi gì dẹp hết. Không có học Bác Hồ nữa. Trên thế gian này ma quỷ các mát á, chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, không có chuyện nào mà nó không bỏ hành bỏ tội vô á. Và một cái quốc gia cộng sản sẽ không có ai lật đổ được vì nó quá ác. Và đồng thời cái gì cũng có nói, khi nó ra, nó sẽ ra đi một cách rất là lẹ trước hơn thời 75 nữa. Tại vì chuyện qua Mỹ tiền hết rồi, mấy chục tỷ mấy năm nay rồi, chứ còn lẻ 75 thì mấy vị nói mình còn phải đi vượt biên, còn phải tính toán, còn phải dễ dàng rồi đi xuống bãi bến tàu. Còn đây nó lẻ làm sao, đẩy qua ly ra phi trường cái là con bên đây ra đón rước về xong có nhà mới luôn rồi. Thì quý vị nói lẹ để cái đó tức hay là công tiên cơ nói mà. Và không có
một cái tàn khốc nào, thảm thảm thương nào, dùng nhân từ gì nữa ta, tệ hại nào luôn bằng cái nước Việt mà khi Đảng Cộng sản bỏ lại. Vì gì? Nó chỉ là tệ nạn và đồng thời nhân chí không có, nhân chí tính lễ nghĩa không còn nữa. Những gì mà gọi là lãnh đạo tinh thần đó, cả mấy ổng cũng không có tinh thần thì làm gì mấy ổng lãnh đạo tinh thần. Thời tiết 75 á, mình còn có ít nhiều á, cũng có chút xíu liêm sĩ, cũng còn nhân lễ nghĩa chí tính, còn có lòng nhân từ. Thời nay á, mình đi về bển đi, mình quý vị mà mang 50.000 đô mà xài hết tiền với anh em bà con mình rồi đó, tự nhiên cái ngày gần về Mỹ mình hết tiền á, là mình thấy họ bắt đầu khác khác với mình rồi. Quý vị cứ nghĩ đi, bởi vì mượn anh chị em mình mà đứng tên nhà cửa đất đai á là xong luôn, làm giấy ly dị mày luôn á, có tin không? Nhiêu đó mình hiểu rồi, anh em với nhau á, đâm nhau giết nhau vì có một cục đất chục bẻo. Nói vậy nào, hồi xưa làm gì có cái nạn mà một đứa con gái đẹp rồi lên thành phố để bán thân hay làm dâu sứ đài để nuôi cả gia đình, rồi mong con đi ra hải ngoại để làm thuê làm mướn hay làm vợ bé vợ nhỏ hay là vợ năm bảy anh em ông nội nó luôn, nó cưới một mà nó xài chục luôn á, đâu có chuyện đó. Nhưng mà được như vậy á, là ở Việt Nam là cha mẹ hãnh diện đó, mình thấy nhục không? Quá nhục. Rồi cái nó cho bia mà bia chất độc, rồi nó bán đầy chất độc, làm cơm bằng mẫu giả. Ở Mỹ mình mà ăn cái gì chất chemical là tiệm ở tù á, mà tại sao Việt Nam cho bán thoải mái, rồi nó bỏ vô bia, nó bán rẻ bèo, sáng xỉn chiều say. Cà phê mình bỏ uống á, là bằng cái gì bột mà đen đen trong cái bình ít quy á, cái bình xa hơi á, uống nó chết không. Cho nên bây giờ ung thư bệnh lạ quá trời đầy nước Việt, nhà thương đâu có chỗ chứa. Mà người vô nhà thương làm sao, bác sĩ đã tính làm sao, có tiền không? Không tiền nó ngân hó đi qua chết miết bọn nhiêu. Mấy cái đó có ai biết được, ghê luôn á. Vô nhà thương không có tiền là chết.